ông mới nói thôi bây giờ nè bệ hạ, bây giờ như vậy đó là ông bây giờ cái ông mà tụng kinh đó, cái ông mà đọc ông ca hồi nãy đó, bây giờ để tôi xin mua cái ông ca đó là 1.000 cây vàng. Thì cái ông vua này 1.000 cây vàng ông không chịu, bị vua 1.000 cây vàng á thì ổng cũng đâu có gì đâu mà, với ổng còn gặp như mình mà nói 1.000 cây vàng hả, tào vô cái gì mình không bán, thấy không? Cái ông vua ông không chịu, ông này ông nhả giá qua, nhả giá lợi quý vị, nhả quá nhả giá lợi là tới 3.000 cây vàng, ông vua này ông đồng ý ông bán. Thì ông bán xong xuôi đàng hoàng ở trên, thì cái ông này mà ông chuộc cái ông sư này ra đó, ông nói rồi thôi bây giờ như vậy là tôi biết kiếp trước của ông đó, như vậy thôi bây giờ tôi cứu ông ra triều đình này đó, ông ngồi đây cũng như là ông bị bắt ở tù để mà tối ngày để mà chặt đọc chú Đề Bi này cho ông vua này ông nghe không. Thì cái ông sư này quý vị biết không, bước ra đó ông bay lên cái nóc mà đình vua, nóc triều đình đó, bị ông đặt thần thông mà ông bay lên đó. Thì mới nói là 3.000 cây vàng này đó là ông chuộc cho ông chứ không phải là ông chuộc cho tôi đâu. Cái ông mà chuộc 3.000 cây vàng, cái ông mà coi như đi hợp tác làm ăn với ông vua này nè, ông mới thắc mắc, ông mới hỏi: ủa tại sao mà tôi chuộc cho ông là 3.000 cây vàng ra, mà tại sao nó là chuộc cho tôi là lý do gì? Ông nói là bây giờ để tôi nói cho ông đó, nhiều đời nhiều kiếp trước đó, ông vua này đó ổng là người bán rau, còn ông á là người đi mua rau, mà bữa đó ông quên đem tiền theo đi, mà ông mua rau 3 đồng bạc mà ông quên trả, ông không có trả, thành thử ra ông bán rau này ổng không cho ông đi. Như vậy tôi đứng ra tôi lãnh, tôi nói tôi lãnh cho ông này cho 3 đồng bạc tôi lãnh cho, nhưng mà thời gian qua lợi quý vị, 3 đồng bạc này ông này không trả, cuối cùng cái ông lãnh này ông cũng không trả luôn, bị ông lãnh ông quên luôn. Như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, 3 đồng bạc này nó trở thành là 3.000 cây vàng đó quý vị, quý vị thấy ghê không? Thì hôm nay ông trả mà 3 đồng bạc này là ông trả cho ông chứ không phải là ông trả cho tôi đâu, là tại vì lãnh nợ, thấy không? Quý vị thấy không, lãnh nợ cũng nguy hiểm, bị quý tính mình lãnh nợ là của mình đó quý vị, thấy không? Thành thử ra hôm nay tôi xin vô một cái đề tài, quý vị sẽ hiểu ngay. Kỳ xá tội nay còn một lúc sao, chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm mây tạo ra, cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. À, quý vị biết không? Thành thử ra kỳ xá tội nay còn chỉ một lúc thôi quý vị, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, rồi gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hướng nấy. Mà hôm nay Đức Thầy hôm nay đã xuống đây giáo hóa chúng ta, mà được quý vị biết được nhiêu không? Được 7 năm 10 tháng 7 ngày. Mà trong đó là Đức Thầy bị đi câu lưu, chỉ mà năm 1945 đó, mà Đức Nhật mà đảo chánh pháp rồi đó, thì Đức Thầy chỉ được có 2 năm 1 tháng 13 ngày thôi quý vị. Tức là nếu gì nói tháng 97 tháng nói ngày thì 2970 mấy ngày, Đức Thầy nghĩ là được chiếc pháp là được có 2 năm 1 tháng 13 ngày thôi quý vị. Thành thử ra thấy tội cho Đức Thầy. Mà hôm nay giảng kinh của Đức Thầy quý vị có biết không? Thầy nói là rút trong các lịch các kinh. Thành thử ra hôm nay đó, thành thử ra rút ra những là trong cái giáo lý của Đức Phật á, mà hôm nay Đức Thầy rút lại trong có một quyển kinh này, có 6 quyển và đồng thời có 170 bài. Nếu tính hết bài dài bài ngắn thì 233 bài quý vị, thấy không? Mà rút ở trên mà quý vị năm nay á, Đức Thầy vắng mặt đó là ra đời tới giờ là 84 năm rồi quý vị. Mà quý vị ở trong kinh giảng của Đức Thầy đó là trong sấm giảng bao nhiêu đó, mà bây giờ như vậy đó là quý vị thấy có ai mà thuộc thì thuộc hết đó quý vị, mà cái nghĩa có ai biết hết không quý vị?
không biết hết. Thành thử ra thầy mới nói là ta ra sức viết câu huyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng cầm. Mà mình cầm như thế nào đây quý vị? Mà đức thầy có cho biết nè: nay hình buổi có người mở ngõ, thì noi theo lối thỏ đàn dê. Mà bây giờ như vậy là ai mở ngõ quý vị? Hôm nay thầy là mở ngõ cho mình nè. Thầy làm tớ không ai chỉ bảo, như những con diều dắt về nhà, phải nghĩ suy cần lẽ mới là nay gặp gốc, phải mau tìm gốc. Mà hôm nay mình đã gặp cái gốc rồi. Mà bây giờ quý vị biết cái gốc là sao? Bây giờ hôm nay Đức Phật Thích Ca đã ra đời đã gặp cái gốc rồi. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời cũng đã gặp cái gốc rồi. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng nghe quý vị, đừng có nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca ra đời năm nay 2000 mấy trăm năm, mà đừng có nghĩ rằng Đức Thầy chúng ta mới ra là được có 80 mấy năm. Đừng có nghĩ vậy nha. Mà Đức Thầy nói nè, ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài gia. Tam hoàng thượng cổ là gì quý vị? Tức là hồi đó có ba ông vua trời: Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng. Tức là Thiên hoàng trị giá tới 18.000 năm quý vị, đây là theo sách sử của Trung Quốc. Địa hoàng trị giá 11.000 năm, Nhân hoàng trị giá là 45.600 năm, tức là cộng lại là 74.600 năm từ thở Thiên hoàng thượng cổ. Rồi mới tới là năm ngũ đế là gì? Phục Hy, Thần Nông, Quỳnh Đế, Vua Nghiêu, Vua Thính. Thì sau năm thời kỳ này, chúng ta chỉ biết năm thời kỳ này thì có ông vua là ông Nghiêu, là ông Thính. Cùng thời quê ngủ núi xa, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Quý vị thấy không? Đức Thầy đã chỉ rõ cho mình ở trên quý vị. Thành thử thôi bây giờ để tôi trả lại: kỳ xá tội nay còn một lúc sau, chẳng thú đặng cả hắn nhờ, gặp chẳng kinh trần cứ lòng nhờ, trồng bông kiển giống chi hướng nấy. Bây giờ trồng bông kiển giống chi hướng nấy là gì quý vị? Đây nói về lực nhân quả. Mà thầy có nói rõ ràng đó, là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Quý vị biết không? Là coi như không có lọt đâu quý vị. Chúng ta thì sợ quả nghe quý vị, còn Bồ Tát thì sợ nhân. Đó, thì Bồ Tát sao vậy nhân? Giả tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thì đây là tất cả những gì Bồ Tát, người ta biết cái những này ta biết hết rồi. Thành thử ra người ta, cái những gì Bồ Tát này người ta không có là, ta biết trước ta không bao giờ cái quả của ta là cái quả là chát chua, đắng. Ta trồng cái quả nào chắc ăn quả nấy. Đã người ta biết cái ông Bồ Tát này, ông đã biết cái hạt nhân đó là tốt rồi thì trồng vô, cái quả xấu không bao giờ Bồ Tát để trồng. Còn hôm nay đó, phàm phu chúng ta đó, là gặp cái hộp nào thì chúng ta trồng cái hộp nấy, phải không chị Tư? Gặp cái hộp nào trồng hộp nấy, không có lựa cái hộp đó là hộp ngọt ha, hộp quý. Mà mình cái hộp nào bắt đầu ra tỉa, quý vị như tỉa bắp để đậu á, cứ việc bóc trong thao bóc ra là tỉa, tỉa đại tỉa thí à. Có nhiều khi hộp lên, hộp lên, mà lên rồi đó thì có nhiều khi cái hộp mà chồng mà nói là cái hộp này hộp cam không, nhưng mà cái hộp chanh thì mình đâu biết. À, chồng chanh thì hưởng quá chanh, chứ được cam sành mà hưởng rồi được đâu, thấy không? Thành thử ra mình trồng cái giống nào thì nó theo cái giống đấy. Thì thôi tôi trả lời, bây giờ tại sao hôm nay mà bây giờ nó là kỳ sát tội nay còn một lúc, thấy không? Bây giờ còn lúc này là lúc đời mạt pháp đó chị, quý vị. Đây là nó cần thế, cái đời mạt pháp nó cần lắm quý vị ơi. Quý vị, tại vì quý vị không có coi là cái thời sự nhiều nghe. Quý vị thấy không, bây giờ cái thời sự này, bây giờ cái chiến tranh bây giờ thấy Đông Âu không? Bây giờ chỉ mới khởi màn thôi quý vị, mới khởi màn thôi. Bây giờ quý vị thấy không, ở Nga đó, bây giờ chiến tranh Ukraine đây là 1.5 năm rồi quý vị, mà chết đó, theo biết là không biết mấy trăm ngàn người nói. Rồi bây giờ nhà cửa thì tiêu tan, quý vị thấy không, quý vị có coi trên đài quý vị, thành phố bây giờ hết. Rồi chưa nói là thiên tai động đất, chưa nói là lũ lụt,
mà thầy có tiên tri trước mà mình, tại nhiều khi mình hơi quên lãng quý vị. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn, nó tù một giờ. Quý vị biết không, Urana hàng trăm năm nay làm gì có vụ chiến tranh mà sập nhà sập cửa vậy, thấy không? Rồi Thổ Nhĩ Kỳ, quý vị thấy không, chỉ cần động đất, chỉ cần mà hô lên trong vòng đó là chỉ có một phút mấy thôi là sập nhà cửa, thành phố tan hoang, chết 50 mấy ngàn người. Rồi vậy chưa đâu, tạt một cái là qua Syria 100 mấy chục cây số, là nứt đường dài qua tới Syria, sập một cái nữa là 6,5 đổ xe, quý vị thấy không, chết. Rồi bây giờ mình nói trong Việt Nam chúng ta chỉ hồi đó chỉ có mới một lần một thôi, là cơn bão số 5 năm 1997, quý vị nhớ. Rồi bây giờ nè, mới đây thôi nè quý vị, bây giờ mới đây thôi nè, bây giờ quý vị có coi truyền hình, coi trên mạng đó, là bây giờ ở Kiên Giang đó là mới chặn cơn bão rồi, quý vị thấy không, chỉ nhỏ nhỏ thôi mà sập mười mấy căn nhà, quý vị bay lên thấy đứt ruột của quý vị, nó bay mà nói nhà tường hả quý vị biết không, nó nát ra hết trơn, nó sập hết trơn luôn, rồi nóc nhà bay đâu cũng không biết luôn, quý vị thấy không, đây là chỉ nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ thấy cái cảnh tượng bây giờ, quý vị thấy núi ông Cấm không? Hồi đó giờ là như vậy, là tôi có qua hỏi thăm những mấy ông lão ở đó đó, mấy ông lão nói hàng trăm năm nay, nói hàng trăm năm nay, trước nữa là mình không nói nha, hàng trăm năm nay cho đây chưa có một trận nào mà mưa mà nó đổ xuống mà như trận này, nó ngập cả nguyên cả bảy núi. Quý vị biết không, từ Chi Tô mà đổ dài lên năm non bảy núi là coi như nước ngập tràn trề, là bằng nỗi xe chạy không được, tắt máy luôn. Quý vị có coi trên mạng quý vị thấy đó, thấy không? Cái thời bây giờ nó thật lắm quý vị ơi, mỏng mẻo lắm rồi. Tình thử ra bây giờ cô bác ráng mà tu đựng được cho cái hẳn cái bản thân của mình, dù bây giờ đó là có tới hay hoặc là chưa tới thì mình không có nói dù đó, mà mình nói cái bản thân của mình quý vị, cái bản thân mình biết được ngày nay, ngày mai không quý vị, không biết được ngày mai, cái vô thường không biết được ngày mai. Thì bởi vậy là thầy nói là sao thì chẳng tu đặng có hướng nhờ, gặp dẫn kinh chẳng cứ làm ngơ, trầm bổng kiện giống gì hướng ấy. Thì bây giờ mình trầm là cái gì quý vị? Thí dụ tôi mượn cái sự, thí dụ tôi nói trả lời cái lý nha. Bây giờ quý vị thấy một cái cây mà ở trong rừng đó, quý vị đó nó thấy sầm quất không vậy đó, cái cây đó bây giờ cho người ta vô tôi không đốn nữa, phải không? Gặp cái cây giùm tay giùm chân mà cho không đốn, mà thấy cái cây đẹp mà cho ta không đốn, đốn thì làm gì? Nhưng mà cái người mà biết rồi đó quý vị, gặp cái cây đó biết là cái dáng này đẹp, đi về quý vị biết sao không? Ta về ta vô chậu, bắt đầu cái cây nào mà sâu xia đó chúng ta cắt bỏ, cái cây nào xấu chúng ta cắt bỏ. Chúng ta mà sửa được một cây kiển này có thể quý vị biết không, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, có thể cái cây này có tỷ bạc. Nó tùy theo cái cây mà mình chăm sóc mà o bế, thấy không? Thành thử ra thầy nó trồng bông kiển giống chi hướng ấy. Thì bây giờ hôm nay chúng ta mà đã vào đạo rồi quý vị, thì hôm nay chúng ta muốn trở thành được một người tốt thì bây giờ chúng ta phải làm sao quý vị? Thầy nói nè, xin lỗi chút xíu, hình như cái điện thoại tôi, điện thoại ai ta, không phải hả? Thì Đức Thầy nói là cái luận về tam nghiệp đó quý vị, thì trong đó thì có sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, hỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, mê si. Mà trong thân nghiệp chúng ta đó thì quý vị biết không, là có ba điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Rồi trong đó đó là kế bên có bốn điều ác: là lưỡng thiệt, hỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Và sau đó tham lam, sân nộ, mê si. Thì bây giờ hôm nay chúng ta vô đường đạo, tôi thật với quý vị đó, đi dây ợt là quý vị ơi, nó không khó gì trên đó. Mà thầy có nói một câu nói rõ ràng đó: tu biết cách như đường biết đá, đường đất gành đặng dựa xe lon. Quan trọng là tu biết cái cách quý vị, biết cái cách thôi. Bởi vậy nói là Đức Thầy có nói đó, một cái câu nói đó, và cái câu đó là lục tổ đó đó: khôn cũng chết mà dạy cũng chết, biết thì sống đó. Bây giờ tôi nói quý vị biết sao mà khôn cũng chết
mà dạy cũng chết, mà biết là sống là cái biết như thế nào. Quý vị biết không, như vậy là có một đệ tử này đi theo với Khổng Tử đi vô rừng quý vị. Thì quý vị biết không, vô rừng đó thì gặp một ông tiền phu nè, tiền phu nè. Ông mới đốn củi, ông mới đốn cây, ông gì ông cắt nhà. Thì ông đốn cây cắt nhà thì không được cây ngay không quý vị, cây công ông bỏ lại, ông đốn. Thì như vậy là đệ tử của có gì vậy? Ông Tư, có ai kêu được Tư? Có chỗ nào ghé lại cho tiểu nữa bé đây à? Đi tiểu đấy hả? Tức là tôi biết cắt nha. Như vậy là cái trong ngày gặp với anh Tiều Phu thì đại tử mới Khổng Tử mới hỏi, ủa tại sao mà ông đốn cây mà ông đốn cây ngay không hả? Ông không đốn cây công. Thì như vậy là cái ông Tiều Phu này ông mới trả lời, ông nói cái cây công này nè vì xài không có được. Tức là thí dụ giả sử như về bỏ đồng tay, đồng giống gì đó là nó ngay thẳng mới được. Còn nếu mà cái công thì không được. Thì như vậy là cái ông này ông làm thinh, ông không nói gì đi, ông đi về. Thì quý vị biết không, đi với Khổng Tử. Thì Khổng Tử thì lúc mà đi chu du qua bên kia thì ta kính trọng lắm. Thì qua tới nhà ông bạn, thì ông bạn nó mừng rỡ quá đi. Thì coi như đó mới kêu là vợ, thôi bây giờ ông vô bắt cái con gà mông á, con gà phía là gà mông để mà ăn thịt, tức là con gà mà gà mông á. Thì vợ mới ra hỏi gì chứ ông à, ông bắt cái con gà mà con gà biết gáy hay con gà không biết gáy? Thì ông chồng mới nói là cái con gà mà không biết gáy á. Thì nói vậy cái bà vợ mới vô bắt con gà không biết gáy. Thì ông này ông mới thắc mắc, ông nói tại sao mà vô rừng mà gặp cái ông tiều phu á là đốn cây ngay không, không đốn cây công, xài không được, cái công xài không được. Mà tại sao hôm nay đó mà về nhà đó mà thấy cái ông này đó kêu vợ đó là con gà biết gáy và con gà không biết gáy, mà cái con gà không biết gáy mà tại sao bắt con gà không biết gáy? Thì ông Khổng Tử mới trả lời đó là con gà không biết gáy là con gà bắt được. Ông kia mới trả lời, ủa tại sao mà cái công cũng là bắt tại không xài được, mà cái con gà mái nó không biết gáy thì nó cũng không xài được, mà tại sao mà cái con gà mái mà không bằng con gà trống thì nó con gà mái bắt lực? Tức là khôn cũng chết, dại cũng chết, mà chúng ta biết là không chết. Cái cây nào cũng chết, cho cái cây khôn vô khôn nó cũng bị đốn, mà cái con dại này đây nó cũng bị là chặt. Mà bây giờ quý vị thấy không, trên mạng quý vị chắc đây quý vị có điện thoại đó, quý vị biết không, cái này đâu phải khôn quý vị. Có một chú này đâu khoảng ba ngoài bốn chục bốn mấy tuổi gì đó, lên bây giờ hôm nay xưng là đại tử đức thầy, không có xưng đại tử đức thầy chứ, xưng là đức thầy tái sanh, đức quỳnh giáo chủ trở lại. Quý vị chắc trên mạng quý vị có thấy rồi đó, ghê không? Mà thầy có nói rõ ràng một câu nói, các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân vắng cánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên dân nhiều chỗ, dùng phép màu là mắt chúng sinh, ai hành linh theo nó chậm chành, xa cầm mỹ khó mà mong mà sống sót. Quý vị thấy không, bây giờ nó lộng hành lắm quý vị nha, bây giờ đạo tài lắm. Bây giờ tôi nói đạo tài là gì quý vị, là tôi nói cái chú này nè, chú không ngoan, chú không khôn. Bây giờ là trên 10 triệu tín đồ Phật giáo hảo, mà bây giờ ông lên ông xin đức quỳnh giáo chủ đức thầy, thì cái này cái tăng của ông là nói thật với ông là không biết cái đạo thần kinh của ông là sao nha. Chứ đức thầy nói thật với quý vị đó là trong Phật giáo hòa hảo chúng ta là có những người hộ pháp nha quý vị, xưng tầm bậy tầm bạ không được đâu nha. Thí dụ như lớn lớn tuổi này quý vị ở chợ mới mình biết rành đó, cái nhỏ nhỏ tuổi này không biết. Vào cái năm quý vị nhớ cái năm mà 34 không, ở bên lửa đó quý vị, chị có nghe anh Tư có nghe không? Có nghe. Lên mà xưng 34 rồi là quý vị biết không, lúc đó là tại nhà tôi, tại căn chu chùa Bảo An đó, là bắt đầu là quý vị biết không, cái hình Phật Thích Ca nó dài cái miền Lô Mo đó, con 34 á, là đúng là bắt bằng như bên mà phía bên đó. Rồi bắt đầu súng ống đầy đủ, Bảo An bên đây mà qua nó xưng 34 rồi bắt đầu là nhảy vô ôm tấm hình của Đức Phật Thích Ca, bắn một cái mìn lô mo là ông Kỳ đó lòi trong con mắt, có số người chết tại chỗ. Rồi bắt đầu quý vị biết không, cái trận đánh với nhau đó là bằng hai bên đánh với nhau, bắn với nhau đốt cái chùa, đốt xe, là đốt xe quy kỳ, đốt hết trơn luôn, là sao mà lõng trốn được đi. Thì quý vị biết không, thay mà những bị thương nó trở về chăn chỗ cửa tôi dập dập vậy đó, năm mấy người vô đó bắt
đầu là báo ai dí lại là phá một bên hết trơn. Nhưng mà còn nhiều người lắm nghe quý vị, chứ không phải nói là 3-4 không, còn nhiều người, các đạo tà nhiều nữa. Cái đó là tôi nói tà thứ nhất nha. Và bây giờ hôm nay tôi nói cái tà thứ gì đó, là trong đạo của chúng ta bây giờ nó tà nhiều lắm nha quý vị. Trong đạo của chúng ta bây giờ nó tà nhiều lắm nha. Bây giờ các đạo tà mua khéo, nếu mà ở ngoài mà nó không mua khéo thì đâu có lọt vô đạo vào chúng ta để mua khéo được, không làm đủ chuyện hết trơn. Thấy không? Các đạo tà mua khéo. Bởi vì hôm nay chúng ta mà mai mốt á, cũng như tôi nói ví dụ bây giờ, chứ rồi tôi có lên một clip trên mạng quý vị có thấy đó. Cái clip này tôi chưa lên chứ. Bữa đó nói nhà đạo búa rồi, bữa nay mười mấy bữa mà tôi chưa lên. Quý vị thấy mà cái con chim mà hồng hoàng á, tức là con chim phụng hoàng đất á, quý vị là ngày 17, 18 bắt đầu nó bay về trăng nguyễn hữu cảnh, quý vị có thấy rồi đó. Nó bay qua bên chùa Tây An, bay qua ông Ba rồi nó bị mà đi tới đâu là ù tới đó. Nói là tin đâu mà, thằng thắng đâu mà. Mà quý vị biết không, chỉ có con chim thôi mà như vậy đó. Rồi bây giờ thì quý vị thấy không, đạo tà nó, tức là quý vị thấy có coi phù phim Tài Thiên Đại Thánh đó, quý vị biết đó. Là ông Tài Thiên 72 mét mà bắt giới có 36 mét nha quý vị. Luôn giả ra trai cũng được nha. Thế quý vị thấy là tà bắt giới nó giả ra trai được, là lấy con của ông mà thừa tướng nó chẳng được, chứ không phải là không được đâu. Thấy không? Sau này là quá ra con chim nó rất là dễ dàng. Hình tử ra hôm nay các đạo tà muôn khéo lắm quý vị. Quý vị nên nhớ kỹ ngay chỗ này. Mà thầy có nói câu nói này, hôm nay chúng ta mà tin thầy của chúng ta đó, thì thầy có nói một câu nói rõ ràng nha quý vị. Chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng hữu che. Mà hôm nay đức thầy của chúng ta đó, nếu sao có gì quý vị khỏi kiếm đâu, đức thầy về đi sao về vậy. Mà đức thầy bây giờ đó hiện tại về ngồi ngay cố định. Chừng nào thầy lại với chúng, gia là nhà, chung là chính giữa, tức là chính giữa tổ đình mới là đức thầy mình nha quý vị. Còn bây giờ quý vị mà nghe ở ngoài mà nói cái ông đó đức thầy về giống mình đức thầy cũng đừng tin, nên tin nguy hiểm lắm. Tôi điển hình thí dụ bây giờ quý vị, cái người phàm tôi điển hình cho quý vị. Quý vị thấy có coi áo thật không? Quý vị có coi xiếc không? Nó cắt cái đầu trai sáu câu dùm cổ là cái chuyện bình thường, phải không? Nó chỉ cần lấy cái này nó che ngang, mặc áo đỏ rồi ra áo trắng bình thường, áo trắng ra áo vàng, áo tím rồi cái nọ, cái chuyện nó bình thường, nó ảo thực là bình thường. Đó là tôi nói phàm ảo thực, mà mai mốt cái đầu nó còn cỡ nào nữa. Đi ra thấy chứ mình đứa thầy, rồi nói chuyện nó giống như đứa thầy, đó là đầu đứa thầy thì theo có chừng này nó bị lầm. Bởi vì các đạo tà mù khéo hơn, gian gắn tránh kéo lòng mà khổ, nó khổ trong cuộc đời của mình. Thấy không? Mà bây giờ đa số là cái người của mình là tin theo quý vị. Ai mà nói cái gì nghe chút xíu là tin theo. Nói cho mình tin theo. Giáo lý của thầy á, thì không chịu coi đâu, không chịu hiểu đâu. Tôi nói ví dụ, bây giờ như vậy đó là cái câu mà thầy có nói rõ ràng á. Theo thằng Tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thật. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Thôi bây giờ tôi nói quý vị là quý vị quan hỷ nha. Mà hôm nay có phim này quay đó, là bên quay là coi như là cả cộng đồng thế giới đó quý vị, chứ không phải riêng mình ở đây nha. Tức là cùng phim tôi nói là cả cộng đồng thế giới luôn. Cái người mà không tu thì tôi không nói nha quý vị. Đây là tôi nói cho người tu, còn quý vị quan hệ tôi nói người tu. Bây giờ quý vị thấy đó, là tôi nói đơn giản thôi. Bây giờ cha mẹ mình chết, thì bây giờ mình lật bằng Phật ra, mình để cầu nguyện Phật trời, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, mình để vái Phật tổ Phật thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông An Bê gì đó, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ trong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Mình giải rõ ràng. Rồi mình đọc 37 chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Cập Nhất Dạng của Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi cứu độ trong linh cho hổ độ chúa tiếp dẫn trong linh nha. Rồi tiếp dẫn trong linh ha. Rồi bây giờ tiếp dẫn là 37 chữ, tức là nếu mà người phàm mình nhân ra, tức là coi như nó 39 tỷ 650 triệu, là một cái bài pháp, là những cái vị Phật mình giấy gì đó. Mà bây giờ quý vị biết không, là chết rồi bắt đầu là quý vị là đem giấy tiền vàng bạc giải. Mà bây giờ đó là tôi nói trong đạo mình còn nha, đem giấy tiền vàng bạc giải, giấy thì giấy về Tây Phương Cực Lạc, mà đem tiền giải biểu cha mẹ với ông ở đây đi, ông ở trong tù rồi đi,
tôi gửi tiền cho ông xuống này, ông xài hoài. Thấy không, mình bị gì mình gửi tiền cho ông xài rồi. Rồi cái đốt là tới cái đốt lầu kho gì đó. Rồi cái đốt với tiền vàng bạc, đốt lầu kho đủ hết trơn. Tụi tôi có đi làm đám hoài, tôi biết là không. Rồi đem ra mở cửa mã, 3 ngày bắt con gà kéo. Kéo hỏi chi vậy? Nó là cho cha mẹ tôi thức dậy biết 3 ngày chết. Như vậy là cái mượn mấy ông đồng đảo lại cầu Tây Phương để làm gì? Lại cầu nguyện để làm gì? Mà cầu nguyện gì Tây Phương? Mà đi kéo con gà ra 3 ngày cho cha mẹ tôi thức dậy. Thì cái này là coi như quý vị không nói đường lạnh lẽo. Tức là không theo giáo lý của Đức Thầy. Mà hôm nay chúng ta đã theo giáo lý của Đức Thầy rồi quý vị. Chúng ta phải làm theo lời chỉ mấy ngày rồi gặp ta. Mà bây giờ quý vị mà làm mà không theo lời chỉ, cái này là tôi nói khẳng định một cái nha. Nếu hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta còn làm theo cái kiểu cách mà theo ông bà tôi làm sao tôi làm vậy, thì cái này không gặp thầy đâu quý vị. Ngày Long Hoa mà hỏi chúng ta là sẽ không có mặt. Đây là tôi nói chắc chắn 100%. Tôi nói thí dụ một cái con gà, bây giờ khoan không mà con gà đó bị gì, thầy nó nói là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Mà bây giờ hôm nay chúng ta mà quý vị thấy mà tới ngày mở cửa mã quý vị bắt con gà kéo nó sợ không quý vị? Sợ lắm ạ. Tôi nói mình bây giờ đây thôi, khoan không ngồi trong nhà mà cảnh sát giao thông hay gì đó, lực lượng gì biết nó đem cái xe bút bình lại mà để chữ cảnh sát đậu ngay trước cửa mình thôi, nó kêu ông A ông B gì đó đem ra chói mình lại, hồn vía mắt không, vợ con mắt không. Mà bây giờ con gà đâu có biết gì đâu mà kéo nó, còn phải la lớn nữa nha, kéo la lớn. Nó nhiều cái gì đó lắm, tôi nói là trong dòng họ tôi không, chứ không ai quý vị. Cái ngày mở cửa mã, thì kêu tôi lên mở cửa mã, mà thực tế là tôi đi ít có chịu làm chuyện này lắm. Tôi làm lễ làm đám không à. Nhưng mà quý vị biết không, mở cửa mã này đây đó, thầy không có chỉ nha. Thầy không có chỉ, đặc biệt không thầy, không có chỉ. Nhưng mà mình cũng làm theo chiều lòng theo cho bà con dòng họ của mình để làm chiều theo. Nhưng mà tụi tôi là gì? Tụi tôi lợi dụng lại chỗ đó đó, là mở cửa mã có, tụi tôi có lợi dụng thiệt. Là mở cửa mã xong xuôi đàng hoàng, kêu con cháu của người chết đó ngồi, tụi tôi mới nói về lực nhân quả cho ta biết ta tu. Cái này nhiều người ta tu được lắm nè. Bởi vì có cái những ông bà cha mẹ người ta lúc mắt người ta buồn, người ta đau lắm, người ta khổ lắm. Bây giờ khổ lắm là làm gì? Bây giờ muốn cứu cha mẹ ra phải làm gì? Mà Đức Thầy có viết trong một đoạn rõ ràng đó, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi, ai ai hãy ráng mà si, thương đời ta tỏ tiện nghi rõ ràng. Thấy không? Thì bây giờ hôm nay là thầy đã chỉ cho mình rồi. Bây giờ nếu cha mẹ chết thì chúng ta phải cúng ngày hai thời đó quý vị. Chúng ta phải ăn chay ăn tương để mà cầu nguyện cho cha mẹ mình. Mà thầy có nói là quả bất lành chưa trả dây thêm. Bây giờ mới chôn cha mẹ 3 ngày, mới đi chôn thôi chứ không nói 3 ngày, thì bắt đầu là vô, bắt đầu dọn ra, bắt gà bắt vịt cắt cổ rồi. Bây giờ mình đãi cho anh em đồ ăn gì đó. Rồi 3 ngày bắt đầu là mở cái mã xong xuôi đàng hoàng, vô đãi một chầu nữa, bắt gà bắt vịt bắt heo đồ mình ăn. Mà bây giờ hôm nay cha mẹ mình cầu xin trời Phật, mà có ông trời ông Phật nào mà ăn thịt gà là heo thịt vịt đâu quý vị? Thấy không? Ông Phật là lúc nào ông cũng từ bi. Mà bây giờ hôm nay mình bắt con gà con vịt mà mình mằng mà để mình cúng cho ông bà cha mẹ, cúng cho trời Phật, mà trời Phật nào ăn? Mình ăn không có trời Phật nào ăn hết trơn quý vị, thì mang cái tội này quả bất lành chưa trả dây thêm. Bây giờ mình nói thí dụ nha. Bây giờ mình nói thí dụ như bây giờ đó, như vậy đó là coi như mình bây giờ lỡ đứt ngón tay đi đau không quý vị? Đau lắm. Trời đất, con tay đau cái cháu nội cháu ngoại đó, ông nội có sao không? Ông có sao không? Bà nội bà có sao không? Đứt con tay thôi. Mà bây giờ con gà mình chéo cánh, mà mình còn làm cái giọng là cái chỗ là nhân đạo đó chứ. Nam mô A Di Đà Phật, đào thai lớp khác là mang, đừng có thành con gà con vịt ăn dơ giấy, lấy cái dao cắt cổ người ta, mình còn dái nữa chứ. Không là tôi nói, xin lỗi, tôi nói trong đạo nghe quý vị, còn người ngoài thì tôi không dám nói nha. Cái này là tùy duyên. Đó, thành thử ra nếu mà vào trong cái đạo của chúng ta thì nên mấy cái chỗ này, chúng ta nên tạm dừng ngay chỗ này. Chúng ta muốn cứu cha mẹ chúng ta thì chúng ta phải ăn chay ăn tương. Mà thầy có chỉ sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương giữa kế, hay là sớm chiều mình ẩn trả lời thường hành như vậy nhớ lại được sai
thì hôm nay chúng ta phải là ngày hai thời, chúng ta phải cứu cho cha mẹ chúng ta ra khỏi địa ngục này. Mà bây giờ quý vị biết không, có nhiều người thương cha mẹ đó, cha mẹ mà mất rồi đã đau lòng lắm. Rồi cái gì? Mua cá phóng sanh, thấy không? Cái này rất tốt. Mua chim thả mà mình còn ăn mặn. Rồi bây giờ quý vị nghĩ sao? Cũng như có một chuyện mà ông mà đại tử của thầy là ông gì mà giỏi giỏi, là ông gì, ông Cao Bá Hắn đó quý vị. Thì cái ngày đó quý vị biết không, ông Cao Bá Hắn là đại tử, là coi như sát cạnh đức thầy đó. Thì một ngày đó như vậy là bữa đó trúng ngay bữa rằm, đức thầy mới là đến nhà ông Cao Bá Hắn này. Thì ông Cao Bá Hắn này ông đang ăn cơm, mà ông ăn cơm tương, mời đức thầy ăn. Đức thầy dòm vô thấy mâm cơm là tương, nhưng mà ông Cao Bá Hắn này ông đặt đái quý vị, ông đặt đái. Thì đức thầy mới nói là thôi bữa nay 14 rằm ăn tương phải không, bữa nay tôi cho ông ăn mặn đó. Thì ông Cao Bá Hắn này ông mới nghĩ rằng ủa tại sao mà bữa nay 14 rằm mà thầy nói là chay 4 bữa ấy là nguyên tắc của cái không kiểu cái không dắt dắt chúng sanh, mà bây giờ hôm nay sao thầy cho mình ăn mặn là sao? Mới hỏi thầy. Nói vậy cho bây giờ tôi hỏi mấy ông nè, bây giờ bữa nay 14 rằm mấy ông ăn mặn cao lắm, mấy ông ăn vài con cá à, nó đâu có tội bao nhiêu đâu. Mà bây giờ cái đáy ông đặt dưới sông, một ngày ông bắt bao nhiêu cá, mà gặp mà cá tháng 6 tháng 7 thì mấy ông cá linh, mấy ông quất cái có bao nhiêu dạ, bao nhiêu con, bao nhiêu linh hồn. Mà bây giờ hôm nay 14 rằm ông ăn tương thì thôi, vậy là coi như là thì thôi bây giờ như ông ăn mặn đi. Thế nên ông Cao Bá Hắn ông mới nghe được thầy nói vậy quý vị, kéo ba cái đó lên, ba cái đáy dưới sông lên, bành chặt hết trơn, bỏ. Từ đó sau không còn ăn mặn nữa quý vị, ăn tương không. Tôi nói thật quý vị, hôm nay tôi nói nha, không phải tôi nói tốt quý vị, tôi hôm nay tôi mới tu đây thôi quý vị. Tôi tu được là 17, 18 năm nay. Mà hồi đó tôi thật quý vị đó, tôi là nói tứ lưu tường đó quý vị. Không phải lên mạng đây mà tôi nói cái chuyện mà tôi nói của tôi thì trời xấu bao nhiêu quý vị cũng quan hỷ nha, quý vị quan hỷ cho tôi nha. Hồi đó biên giới Campuchia đó, Châu Đốc đó quý vị, một tuần lễ tôi lên casino một lần đó. Tôi nói là trời, một tuần lễ tôi lên casino một lần. Còn nó quýnh bài, quýnh bạc, cờ tướng số đuôi, không có gì tôi từ hết trơn quý vị. Rượu thì coi như sáng uống tới chiều uống, không có ngày nào mà tôi không uống rượu, bạn bè tôi dữ lắm. Hồi đó bạn bè tôi dữ lắm, mà bạn rượu đó nha. Nhưng mà thời gian mà sao mà tôi có một lần mà tôi sao mà nghe kinh nghe giảng, mà lúc đó YouTube này chưa có quý vị. Tôi chỉ là thấy cái trên mà bằng ảnh nói chuyện, rồi những cái anh giáo lý viên á, mà thuyết trình đó, rồi những giáo lý của thầy đó, tôi mới nghe được. Vậy mà tôi ngộ ra được chỗ này quý vị. Có một ngày đó quý vị biết không, thì ở sao tôi xà tôi thì lúc đó có được có chừng khoảng công mà quý vị. Tôi trồng ba cái cây, tôi trồng ba cái vú sữa đó. Lúc đó vú sữa là ham lắm, vú sữa lò đèn gì đó, tôi ham lắm. Mà trồng đâu được có mười mấy hai chục cây gì đó. Thì quý vị biết không, là tôi đắp mô lên tôi trồng, mấy con gà nó bư quý vị, nó ra nó bư. Con gà mẹ, gà con cũng muốn làm biết giấy, từng tay hết trơn. Rồi ra tôi nóng ruột, bắt đầu tôi lấy đất tôi chọi. Mà cái kiểu tôi chọi mà không phải chọi nó chết nha, lúc đó tôi biết tu rồi nha, tôi biết tu rồi đó. Nhưng mà nó khởi lên cái khởi nóng của mình đó mà mình không hay. Bắt đầu tôi chọi mà vừa chọi vừa đuổi nha, cũng như mình đuổi hù dọ vậy đó, chứ không phải chọi chết, bị biết tu rồi mà. Mà đâu có chọi chết tu mà đi chọi gà chết sao. Mà gà thì cũng là gà con cái của mình, vòng vòng chứ đâu có gà của ai đâu. Bắt đầu tôi chọi, tôi dọa, bắt đầu tôi la. Thằng mẹ ơi, quý vị biết cái con gà mẹ nó bay, con gà con nó bay tứ tung hết trơn luôn. Nó bay tứ tung luôn. Tôi kêu chúc chúc tứ tung. Rồi bắt đầu quý vị biết không, tôi ngồi tôi suy nghĩ. Rồi trong đêm đó tôi sám hối luôn quý vị. Rồi tôi phát tâm, là từ đó tôi phát tâm dữ lắm. Mình nghĩ rằng bây giờ cái con gà mẹ đó, thầy nói các chúng sanh đều có như ta, nó cũng có chồng, có vợ, có con. Mà nếu mà bây giờ thí dụ như con của nó mà ai mà bắt đi quý vị, tôi kiếm con này dữ lắm nè, con gà mẹ đó. Mà cái con gà mẹ mà lỡ mình bắt, mình cắt cổ rồi bỏ bầy gà con lại sao quý vị? Nó kêu túc túc, nó kêu không á, là không có mẹ đó, nó đau khổ biết nhiêu đó phải không? Thì cũng chính là như mình cũng vậy. Nếu mà cha mẹ mà nuôi mình mà nếu mà quen tay bên chân thì con người ai cũng chết hết quý vị. Nhưng mà cha tôi nói cha mẹ già thôi, không nói trẻ. Cha mẹ già mà mất rồi con sao, đau khổ không? Đau khổ lắm mà, thấy không? Bỏ con lại.
mà lỡ mà cha mẹ mà con mà có chết trước nhỏ đó, rồi cha mẹ đau khổ còn hơn nữa quý vị. Mà bây giờ cái con gà mình bắt nó thì nó giống thịt như mình vậy đó, nó cũng đau khổ vậy đó. Thành thử là hôm nay thầy mới chỉ cho chúng ta, thì tu thì chúng ta là sát sanh trước. Nó đầu tiên là thầy nói sát sanh rồi, sát sanh đạo tặc tà dâm. Thì hôm nay chúng ta, nếu hôm nay chúng ta tu thì chúng ta phải có lòng từ bi. Nếu mà chúng ta mà còn sát sanh thì chúng ta không bao giờ có lòng từ bi quý vị. Mà trong cái đoạn mà trong tám điều răn cấm á, mà Đức Thầy có chỉ rõ ràng trong cái đoạn thứ 5 đó quý vị. Điều thứ 5, ta chẳng nên trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thằng thánh nào. Vì thằng thánh không bao giờ dùng hối lộ của ta mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là ta thăng. Nếu ta cúng kiến mãi chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Quý vị thấy không? Thầy đã chỉ cho chúng ta rõ ràng. Thì bây giờ hôm nay tôi nói cái bước thứ nhất, đạo hòa hảo của chúng ta còn một số rất nhiều. Tôi có thường thường là đi đoàn trên xe vậy quý vị, cũng có đi Châu Đốc, cũng có đi núi Sam, cũng có đi tất cả miền Bảy Núi. Nhưng mà hôm nay tôi nói gì quý vị hiểu nha, tôi không nói cạch ra nha, nói cạch ra thì nó hơi kỳ kỳ ha. Trong đạo hòa hảo của chúng ta đi trên xe vậy nè, nhưng mà tới bến xe tôi nói là thôi cúng đâu cúng nha. Nhưng mà tôi thấy bữa đó ngày 14 rằm tay dẫn là cúng heo, cúng này cúng kia quý vị.